Vâng, thưa bạn, Việt Nam đất nước quê hương chúng ta phải nói rất là đẹp, đặc biệt là tất cả các vùng biển. Nhưng mà để đến những cái điểm vô cùng hoang sơ thì chúng ta thường sẽ phải vượt qua những cái địa hình cát. Và khi chúng ta vượt qua được một cái địa hình cát bao la, một cái sa mạc cát, thì chúng ta sẽ có được cái cảnh, được ngắm cảnh rất là đẹp nếu mà hạ trại đây vân vân. Nhưng trước khi đến được nơi đây thì chúng ta sẽ cần một chiếc xe đủ mạnh, và thường sẽ là xe hai cầu. Hai cầu thôi đã đủ chưa? Thì ngày hôm nay chúng ta hãy đến với một cái tip do anh Vinh hướng dẫn là làm thế nào để một chiếc xe hai cầu chạy ngọt như mía lùi luôn trên cát. Thì xin mời anh Vinh ạ. Như Hùng thấy thì nãy giờ chúng ta đi khoảng độ 20 mấy cây trên cát rồi mà chưa thấy lầy lần nào, đúng không? Vâng. Cái đấy nó nằm ở hai cái bí quyết. Vâng. Một là cái xe này nó có trang bị hệ thống gọi là số chậm đấy, thì nó tăng gấp đôi chậm, lực kéo, cầu chậm. Và tăng gấp đôi lực kéo cũng như là giảm một nửa cái tốc độ tối đa. Vâng. Cái tốc độ thì ta đâu có cần phải quá nhanh ở trên đường này. Vâng. Tại vì nếu mà ta chạy nhanh quá ta đâm vào đâu thì còn tệ hơn. Thì thứ nhất là phải dùng cầu chậm. Thứ hai là một cái bí quyết mà có thể nói là mọi người không để ý đến, thì là mình tăng ma sát của cái xe với cái nền đường bằng cách là giảm hơi lốp. Giảm ma sát lốp. Hình dung như kiểu mình đi vào cát như giày cao gót ấy. Đây. Giày cao gót có ai có con gái có đi giày cao gót ấy thì là lạ, thì là áp suất lốp nó căng. Nó ở trên một cái đỉnh, một cái gót nhỏ thôi thì sẽ bị lún. Nó sẽ lún. Còn nếu mà giày thể thao hoặc là những ông chân cỡ 45 thì chắc chắn là đi nó đỡ lún hơn là những ông. Thông thường thì hạ áp suất lốp thì mình sẽ hạ xuống khoảng bao nhiêu thì? Anh thì hay dùng cái áp suất là 1 cân 1,1 hoặc là 1,2 kg trên cm vuông. Vâng. Vậy thì mình luôn luôn chuẩn bị này, sẽ có một cái bơm và một cái gì đó để còn phải xác định để cái áp suất là còn bao nhiêu, chứ không lại bánh càng đây. Một cái máy đồng đo. Hồ, đồng hồ đo áp suất lốp. Chi phí cho cái này mua khoảng bao nhiêu tiền đấy? Cũng phải gần 200 nghìn đấy. Nhiều thế cả, phải gần 200 nghìn. Ra một số những cái xe đời mới nó có cái cảm biến, nó báo về là cái là bao nhiêu. Đấy thì tiết kiệm được 200. Thì tiết kiệm được 200 nghìn. Được rồi, được xe này thì mua cũng được, không sao. Về cái bơm thì thông thường các cái dòng bơm nhanh nó rơi vào khoảng vài triệu nhỉ, 2-3 triệu gì đấy. Thì bơm cũng tương đối nhanh, bơm khá nhanh. Vì là khi ta hạ xuống, ta đi vào đến nơi và ta quay lại đường nhựa thì ta phải lưu ý là vì cái áp suất ở trong cái lốp nó ít quá ấy, thì nó không, nó giảm cái khả năng giữ cái lốp dính ở cái vành. Vì vậy nếu mà ta chạy nhanh chúng ta vào cua nó có thể là nhảy ra khỏi cái vành, nó gọi là nổ lốp. Cũng như là đi ở trong cát này thì mình đi lốp có thể non như thế, nhưng mình phải hết sức để ý đừng có đâm vào đá. Vì đá đâm vào thì nó cũng có thể lại lôi lốp ra khỏi cái vành, thì mà thay cái bánh dự phòng ở trong cái địa hình cát này. Địa hình cát thế này thì rất là khó vì mình không kích được, vì cái kích nó sẽ luôn xuống. Thế thì vậy thì cái kỹ năng chạy cát thì có gì đặc biệt không anh? Kỹ năng chạy cát thì mình vẫn tuân thủ theo những cái kỹ năng là không chạy quá nhanh, không chạy quá chậm, hạn chế dừng. Tại vì khi dừng ta mất đà. Nó có những câu chuyện là dừng lại cái cát nó mềm, có cái xe nó tự lún xuống. Ví dụ đến đây dừng lại chụp bộ ảnh chẳng hạn. Lúc quay ra xe không đi nữa. Nếu nó lún chọn xuống. Điểm dừng ở trên một cái bề mặt thì có lẽ chúng ta cũng nên chọn một cái nền nó đủ cứng, đúng không? Bằng cách là nhìn cỏ, nhìn gì đó. Đúng. Có cỏ thì sẽ cứng hơn, có vì ở dưới có đất. Hơn. Và cái bí quyết để mà dừng mà không bao giờ bị lún ấy thì chọn cái chỗ xuống dốc ấy. Xong mình đỗ ở cái phần xuống dốc, xuống thì dốc. Mình đi cái mình có đà mình trôi luôn. Chứ mình không dừng ở ngang, mình không dừng ở lên dốc. Lên dừng lên thì là dại quá rồi. Hoặc là nếu có quay đầu thì cũng nên quay đầu cái chỗ bằng phẳng. Đúng, quay đầu thì phải quay đầu chỗ bằng phẳng, tại vì nó còn cái độ nghiêng, vì khi cái xe nó mình quay ở chỗ dốc thì nó dễ bị nghiêng. Rồi. Mà nghiêng thì cái trọng lượng nó dồn sang một phía, mà cái phía mà nghiêng phía dưới ấy thì nó lại khả năng nó đào xuống nó lầy lại càng cao. Rồi. Còn kinh nghiệm gì nữa không anh? Kinh nghiệm nữa là phải có nhiều kinh nghiệm. Tức là nếu mà không đi thì không... mà cứ ngồi kể thì mãi mãi kinh nghiệm. Tức là kinh nghiệm là phải có nhiều kinh nghiệm nữa các bạn. Đấy mới là điều quan trọng. Gọi là chăm nghe không bằng một thấy, chăm thử không bằng một làm gì đấy. Cho nên cho tất cả chúng ta lý thuyết vẫn là lý thuyết. Còn làm thì phải thực hành. Từ lý thuyết chúng ta sẽ phải thực hành nhiều chúng ta ra kinh nghiệm. Bởi vì trên một cái địa hình cát bao la như thế này chúng ta có không biết được chỗ nào cứng, chỗ nào mềm. Thì tất cả chúng ta phải bằng kinh nghiệm hết. Kinh nghiệm thế thì chúng ta có một kinh nghiệm là kinh nghiệm mang theo thật nhiều nước. Nước. Để trong trường hợp mà không đi được cái mà uống. Sẻng rồi ván biết trong cái sẻng là một cái trang bị rất là hay. Tại vì là đúng là cát thì chỉ có đào là nhanh nhất thôi. Anh cứu hộ anh cũng rất, nếu mà ở sa mạc thì cũng biết gọi ai bây giờ. Đúng tự, không? Phải tự cứu mình. Tự cứu mình thì mình đào cái xe nó nổi cả cái xe lên. Rồi, sau đi, đấy có ván đi. Hoặc là có cái gì hoặc đấy, là cứng có nhét nhiều vào. Người là nhét ván xuống, tìm được gỗ nhét xuống cũng được. Có nhiều người thì người ta nghĩ ra cách là lấy búng nước đổ vào cái chỗ cát thì cát nó có nước nó chặt lại thì cũng là một cách.
Chốt lại là mình có hai cái bí kíp rất là quan trọng trong cái cách chạy cát, là một là xe là phải hai cầu, có khóa V-Sai. V-Sai trung tâm. V-Sai trung tâm, xin lỗi, V-Sai trung tâm. Và khi chuyển sang cái chế độ hai cầu đấy thì hai cầu chậm đấy thì cái hệ thống chống trượt nó cũng tắt đi. Phải tắt đi, tại vì đôi lúc ta leo dốc thì cái xe nó vì cái nền nó lún rồi nó bị trơn thì có thể cái xe nó xoay. Nếu mà cái hệ thống chống trượt mà nếu mà hệ thống cân bằng tự động nó làm việc thì nó phát hiện ra thì nó lại cắt ga đến tất cả các bánh và nó thậm chí nó còn phanh cái xe lại. Mình dẫn đến cái vấn đề là mình mất đà, là không đi được, mình không leo được dốc. Rồi cái bí kíp thứ hai là phải tăng độ bám cho nó bằng cách hạ absolute lốp. Hạ absolute lốp là một cái chìa khóa có thể nói là khá là đắc dụng trong cái việc đi cát. Vâng, thưa các bạn, sẽ có những cái tour chạy cát như thế này, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi hoặc là anh Vinh bằng cách comment bên dưới clip nha các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn hãy ngắm những cái hình ảnh đẹp nhất của chúng tôi ghi lại trong cái chương trình đánh giá cái Mitsubishi Triton này một lần nữa. Mong các bạn nhìn lại. Xin cảm ơn.